Nếu tôi không có đức thái thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Phải chỉ thánh thân cao lâu trong đời của những đứa cô như tôi. Anh em thân mến, anh em hãy tha thiết tìm kiếm những ơn cao trọng hơn. Đây, tôi chỉ cho anh em mong được thực hành. Nếu tôi nói được cách ngôn ngữ của loài người là thiên thần mà tôi không có đức thái thì tôi chỉ là đứng tham la ven mộ hoặc nẻo vẹt ven mộ. Và nếu tôi được ơn tiên tri thông biết mọi màu nhiệm và mọi kiến thức, và nếu tôi có tất cả lòng tin đến nỗi chuyển giờ núi non mà không có đức thái thì tôi chẳng là gì. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi người nghèo đói, nếu tôi nộp mình để chỉ tiêu đó mà tôi không có đức thái thì cũng chẳng có ích gì cho tôi. Đức thái thì đánh lại nhân hậu, đức ái không nhân tư, không kiêu hãnh, không khoe khoang, không tham lam, không tình tư lợi, không nổi trọng, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chưa vui cùng chân lý. Đức ái chịu được tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, nâng đỡ tất cả. Đức ái không bao giờ quen đó là những